quay trở lại với channel của mình và chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với Grundy Grab tập thứ 6 thì phải. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ có hai việc cần phải làm. Một đó là mình sẽ đi vòng vòng những cái dimension này nè, đó những cái này nè. Những cái nói chung là những cái đó mình gọi là những cái gì ta? Thì mình gọi là cái gì mình cũng chả biết nữa, nhưng mà mình sẽ muốn đi kiếm những cái đó để chúng ta kiếm cái Division Citadel để mình về mình có thể làm được cái nhẫn bay á. Đó, nghi thức hiến tế nhẫn bay đó. Ngoài ra trong cái lúc mình đi á thì mình dự định á là mình sẽ sẵn sàng làm luôn cái bình để bắt những cái linh hồn. Thì mình sẽ bắt con Enderman bỏ vào đây. Thì cái Rocking Spawner này thì chúng ta có rồi, chúng ta đập những cái spawner khác thì nó có. Thì mình sẽ đi bắt những con đó để làm cái gì? Để chúng ta về phải làm một cái máy farm Enderman. Tại vì chúng ta sẽ cần rất là nhiều ngọc Ender, nhưng mà hiện tại thì chúng ta không có được cái ngọc Ender ở đây. Tại vì cái khu vực độ lồi lõm như thế này Enderman nó rất là ít xuất hiện. Thì bây giờ mình sẽ đi lòng vòng xung quanh những cái dimension như thế này để kiếm đó những cái nhà nè, đó hoặc là cái bên này luôn nè, thì để kiếm đồ ở trong những cái rương ấy. Thì hên xui nó sẽ cho chúng ta cái Division Citadel, hoặc là chúng ta phải giết con Wither thì phải. Nhưng mà hiện tại thì chắc chắn là cái đồ của mình thì không thể nào mà giết được nó, cho nên mình buộc mình phải đi kiếm bằng cách này. Ngoài ra thì cũng một công đôi việc là chúng ta sẽ đi kiếm luôn những cái con Enderman đã bắt. Thì cần phải có thêm một cái cục nữa, thì cục đó sẽ nấu cái lốc đó là sẽ nấu từ sâu sen với lại vàng. Thì bây giờ mình sẽ nấu luôn đấy, còn một lần nữa đợi nó nấu ra 3 kính nữa thì để mình chuẩn bị một cái rồi chúng ta sẽ lên đường nha. Chúng ta mình cũng đang nấu bánh mì ở phía bên này nè, đó để chúng ta sẵn sàng lương thực thực phẩm để cho chuyến đi của chúng ta. Thì có thể là mình sẽ chuẩn bị thêm tầm 3 hũ 4 hũ gì đó, bắt thêm nhiều con khác nữa về làm. Thì cái spawner này hy vọng là nó sẽ không tốn điện lắm. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị nhé, cũng như là ngủ qua đêm tại vì trời đã tối rồi. Thì trời tối rất là nguy hiểm cho nên chúng ta phải đi ngủ thôi. Ồ, mà mình phát hiện ra một cái điều khá là thú vị các bạn. Ở dưới này có một cái spawn mà bạn biết là gì không? Clay Golem, tức là golem bằng đất sét á. Đấy. Đó, nó có cái đống spawner ở dưới đó. Và bây giờ chắc là mình sẽ cần phải lấy cái spawner này. Thì mấy con này nó khá là trâu luôn á. Rồi nó quýnh nó trâu quá. Để mình lấy cái spawner phát. Chết rồi, kiếm mình hư rồi, cái kiếm của mình hư rồi. Có cách nào lấy mấy cục đá này để... Ồ, hên quá, mình vẫn còn 3 cục đá. Hên quá, mình vẫn còn 3 cục đá để sửa kiếm. Thì cái kiếm mình làm bằng đá mà các bạn. Nên nó khá là cù bắp. Nó quýnh một lần được có 7 máu á. Thì mình đang mặc một cái set kim cương. Rồi, yes. Mình đã quýnh bể cái lòng rồi. Thì mình mang mặc set kim cương cho nên giáp nó cũng hơi khá một tí. Chứ nó cũng không gọi là mạnh lắm. Ủa, sao nó ra hoài vậy? Mình đập rồi mà. Để em coi chúng ta có được cái gì ha. Quýnh mấy con này ra clay. Khá là hay. Mi âm ác Fossil Record Loot Magic. Nó cái cung trên cấp này đập được ngon lắm. Đó, lượm được cái này nè, Clay Golem. Thì mình muốn hình như là muốn thay đổi là chỉ việc mình muốn thay đổi cái đó, chỉ vì chúng ta bắt những cái linh hồn của những cái con này chúng ta muốn á, thì chúng ta thay đổi thôi. Và nãy mình có đi vào mấy cái nhà kia thì mình lượm được khá cái đồ ấy. Nè, khá mấy cái đồ lặt vặt. Thì bây giờ mình sẽ bỏ hết mấy cái đồ lặt vặt vào đây. Chúng ta lấy yên ngựa đồ này. Đó, ôi có cái đe nè. Thì ở đây nó có một cái gọi là anti builder lock. Tức là bạn sẽ không có, gọi là các bạn không có đập được mấy cái lock. Đó, thấy không? Cái nhà nó tự động nó xuất hiện lại lock rồi bạn. Các bạn không đập được đâu. Thì làm sao đây? Không biết làm sao để đi qua bên kia luôn. Thì bây giờ chúng ta sẽ vẫn cứ tiếp tục đi khám phá. Còn trong đây có gì? Có một cái chest.
Hô, cái gì? What the hell? What the bảy bảy. Thôi, ý chết. Ô, đường ra chỗ nào, đường ra chỗ nào. Đừng, đi xuống. Ghê quá. Bây giờ mình phải đi ngủ phát đã. Đợt nhà gì ghê quá, đi ngủ phát nào. Và mình vừa mới phát hiện ra một cái gì nữa bạn. Nó nhìn khá là gọi là ghê gớm. Bây giờ chúng ta sẽ thử cùng nhau vô đây khám phá thế coi. Mình mở rương ra bắt đầu tụi nó la hét dữ dội ta. Cái gì đây? Đùa, phía này có cái spawner mình lấy được. Khi mà mình áp sát vô á thì cái hệ thống nó sẽ tự động mà spawn quái ra luôn, không cần sau đó cái nó sẽ làm mất luôn cái gì đó, gọi là mất luôn cái spawner. Từ từ để mình lên đây mình lấy que với lại than mình làm đuốc, tại vì nãy mình quên mang đuốc rồi phải. 24 cây đuốc là quá đủ. Kệ, mình chỉ sợ mấy con cung thôi, chúng ta bay được mà, ta đâu sợ mấy con. Bên này có gì đây? Giường ngủ zombie à? Mấy con này nó kiểu thấy cảm giác mấy con zombie này nó bự bự thế nào á, các bạn có thấy gì không? Nó bự hơn bình thường mà mình thấy nó là lạ. Đây là phòng ngủ. Ủa, trong kia có hai cái rương kìa. Hy vọng là chúng ta kiếm được cái gì đó ngon lành chứ, khổ công đi mà chả kiếm được cái gì à. Đó rồi luôn, nhà này cùi quá. Ok, đi xuống dưới này coi, xuống cái khu vực lúc nãy mình định vô coi. Ok, ủa dưới này có nguyên cái tổng hành dinh của tụi nó luôn á hả? À, kiếm mình bị hư, cái kiếm mình bị hư. Oh no 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 no, cái kiếm mình bị hư. Kiếm mình cùi quá. Ôi, mình bỏ cục kim cương làm gì được, đúng không? Phải bỏ cái cục kim cương này, mình còn, trời ơi, mình còn 3 modifier luôn. Nhưng mà do làm bằng đá cho nên nó cù bắp bạn. Ok, giết giết không? Chém khá mạnh đó chứ. Cũng được hai team ấy chứ. Mà nó hư rồi là hết team luôn. Ở đó uống gì kìa? Phải nồi nó uống cái gì? Ghê á. Mặc giáp kim cương kìa. Thằng này lấy gì đây? Mày 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 thấy thấy gì có ngọc ngọc là thấy đã rồi đó. Mình sẽ đứng đây spam cho tới chết. Mày 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 lấy cái búa đây. Vãi thì chứ, nó uống cái gì nó làm ao ao hết hồn. Có mấy cái đe không chơi đâu. Hồi nãy bên nhà bên à đúng rồi, nãy mình đi vô à, không có gì hết. Ôi, quay lại. Ôi, có cục emerald. Mấy con này chắc nó mình bay lên nó quýnh không được đâu. Đó, biết ngay. Uống uống máu, hình như cái đó là cái thuốc hồi máu các bạn. Ui. Trời, nó chém cái muốn xỉu luôn. Được, mấy con này. Ok, mình sẽ khám phá khu vực này nha, coi thử có cái gì hấp dẫn không. Không có gì hấp dẫn thì mình sẽ đi luôn. Trời, mày rớt dưới. Chết tôi rồi, nó còn dắt theo mấy con sói nữa. Chết tôi rồi. Chạy chạy chạy. Ê, đồ ngốc. Chúng ta đã thoát rồi bạn. Chỗ này không có gì hết, ngoài cái việc là tụi nó quýnh khá là đâu. Đây là một cái tòa tháp, một cái tòa thành gì đó nằm ở trong vách núi ấy. Trời ơi, còn một giọt kìa, giống kiểu trúng độc của con quýt. Thôi bây giờ mình sẽ tiếp tục đi tiếp nha, mình muốn kiếm cái Division Central quá, không lẽ phải đi đánh Wither sao. Các bạn có thể thấy là đây là có một cái con bò, nó đội cái mũ nhìn khá là hài luôn. Thì hiện tại mình đang đứng ở đây, ở cái vùng đồng bằng này nè, để mình đi tìm mấy con Enderman. Chúng ta bắt rồi chúng ta về thôi, tại vì chúng ta đi vòng vòng vậy không không tìm thấy được cái gì cả. Mình đập. Hên quá, hên quá. Thôi là mình là biến thành
con ấy á, cho nên mình không có bị sét đánh ấy, không là nó đánh mình quéo luôn rồi. Thì bây giờ mình đang đi vòng vòng đây, mình sẽ đi vòng vòng đây mình kiếm mấy con Enderman. Đó, có rồi kìa, có rồi kìa. Tuyệt vời, mình sẽ bắt nó về. Sau đó chúng ta sẽ về để chỉ việc nhấp chuột phát là nó sẽ vào thôi. Việc bắt này cực kỳ là đơn giản luôn các bạn, không có gì mà cần phải vất vả đâu. Đó, thì bây giờ chúng ta sẽ chắc là quay trở về thôi, một cái là đủ rồi. Thì bây giờ mình sẽ quay trở về nha. Hẹn gặp lại các bạn trong vòng ít giây nữa thôi. Ok, thì bây giờ mình quyết định là mình để mà đi kiếm được ngọc Ender, tại vì chúng ta sẽ cần rất là nhiều ngọc Ender, tất cả các công thức nè các bạn. Ví dụ như bây giờ mình làm cái spawner đi, thì nếu như bạn làm spawner ở trong Ender IO á, thì các bạn cũng cần phải có ngọc Ender. Mà bạn làm spawner ở trong cái Mine Factory á, thì nó cũng cần ngọc Ender. Cho nên mình quyết định là bây giờ mình sẽ đi ra ngoài biển này. Đó, mình sẽ kiếm một cái chỗ nào đó thật gọi là chỗ này đi, ngay tầm này thì mình sẽ xây dựng một cái mod farm giống như ở bên Skylock, nhưng mà chúng ta sẽ xây dựng cái mod farm theo dạng là chặt bằng tay á, để có khi chúng ta có thể xuất hiện được những con Ender thì chúng ta có thể sử dụng chúng ta chặt bằng tay. Thì bắt đầu từ đây mình sẽ bắt đầu đi lên tầm đây là tầng thứ bảy mấy á, thì mình sẽ lên tầm tầng thứ 230 đi, 230 240 gì đó, thì mình sẽ làm một cái máy farm ở trên đó. Thì hiện tại mình đang là con play nè, cho nên mình không xuống nước được. Thì bây giờ mình sẽ phải đổi thành người, mình xuống nước sau tới đó tí nữa mình trồng lên, mình sẽ biến thành play lại để mình bay lên thì nó sẽ dễ xây dựng hơn. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu công việc xây dựng mới được đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ dựa vào cái này để chúng ta trồng lên. Đấy, thì mình cũng đã chuẩn bị cũng khá là nhiều đá, thì bây giờ mình sẽ trồng lên ha. Ok, hiện tại là mình đang đứng ở tầng thứ 245 nè. Thì bây giờ chúng ta sẽ ra đây. Thì mình cũng có mang theo ít gỗ nữa, để chúng ta gỗ với lại ít than để chúng ta làm một số cái vật dụng cần thiết như là bàn chế tạo nè. Rồi có gỗ cắm vô, có đuốc cắm vô cho nó sáng lên. Rồi đây, thì bây giờ chúng ta sẽ bắt ra 1 2 3 4 5 6. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu làm một cái mob farm mà chúng ta có thể chém được ha. Thì chúng ta sẽ cho nó là một ô như thế này, 1 2 3 4 2 3 4 2 3. Chúng ta sẽ làm một cái mob farm cơ bản thôi, hy vọng là nó có thể xuất hiện được những con mob cũng như là xuất hiện mấy con Enderman. Mình rất là cần Enderman. 1 2 3 4 thì mình ra mỗi hai ô nó đi, hai bên này là hai. Rồi ở đây thì hy vọng là nó sẽ xuất hiện mấy con Enderman, mình rất là cần mấy con Enderman luôn. Và chúng ta sẽ cho nó ra hai ô như thế này đấy. Rồi thì hai bên này chúng ta sẽ ốp lên đó, một hai. Thì mình cho ba ô luôn đi ha, tại vì ba ô thì chúng ta cũng Enderman là 2,5 ô rồi, tại vì mình sợ 2,5 ô thì nó sẽ không có xuất hiện được, cho nên chúng ta làm 3 ô luôn. Thì 3 ô thì mình ốp một cục ở phía trên này, tại vì mình mang cũng khá là nhiều đá cho nên chúng ta cũng đừng có lo lắng quá. Đấy, ốp như thế này. Rồi ốp như thế này. Máy. Từ từ đó mình biến thành con play cái. Rồi từ từ chúng ta biến thành con play thì nó mới dễ xây dựng các bạn. Thì rớt xuống đồ nó không có bị mất máu, chúng ta mới dễ dàng xây dựng được. Đấy, như thế này. Đó, đây là cái đường đi của chúng ta nè. Mà mình lại sợ mấy con gì ta, mấy con Reaper. Nó nổ cá là ghê lắm. Biết gì nãy mình lấy mấy cục Obsidian đi. Thì bây giờ chúng ta sẽ ra một ô nữa, mình ra ô nữa ha, cho nó rộng rãi thoáng mát. Đấy, hy vọng là xuất hiện Enderman. Chúng ta cần rất là nhiều Enderman luôn. Enderbơ chứ không phải Enderman. Thì cái mod farm này chỉ bình thường á, là nếu bạn chơi Skylock á thì bạn xây ở đâu nó cũng hoạt động cả, nhưng mà nếu bạn chơi trong thế giới thường thì mình thấy là giống như kiểu chơi Vanilla thường, chúng ta cũng xây ở ngoài biển á, cho nên giờ mình đem ra biển mình xây thôi. Đó, đập như thế này, đập hai ô ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ ốp cái này lại bằng cách là ốp như thế này, ốp lại như thế này, đó, ốp lại
Chuyện này chúng ta ốp lại luôn ha. Đấy. Thì cái này là máy farm thủ công bằng tay nha các bạn. Cho nên các bạn ốp như thế này. Cái này cũng, bên này cũng tương tự luôn. Thì cho nên farm bằng tay, cho nên nó cũng khá là hên xui á. Mình hy vọng là nó sẽ cho chúng ta nhiều. Tại vì xây ở đây thì nó cũng chuẩn kèo rồi, đúng bài rồi. Để mình thử F7 lên coi, trong này tối rồi, đó, trong đó là tối hẳn rồi đó bạn, đó, như thế này. Tại vì mình sợ mình ốp như thế này thì cũng đó, nó tối hẳn rồi đó, các bạn thấy chưa? Đó, trong này là 100% tối rồi nha bạn. Thì ở phía bên ngoài này thì nó, mình cắm đuốc lên rồi, mình cắm đuốc lên thì bên này nó vẫn không sáng nè, cho nên nó yên tâm rồi. Từ mình ốp chỗ này lại luôn đi, chúng ta không cần hai bên này đâu. Đó, hai bên này chúng ta sử dụng cái nguyên khối đi. Đấy. Rồi, trong đó chúng ta sẽ cắm đuốc lên. Cắm đuốc lên. Cắm đuốc lên. Cắm đuốc. Rồi, cắm đuốc. Rồi, cắm đuốc. Rồi bây giờ mình sẽ đi ra 25 ô. Ở đây là 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Tại thì mình đang đứng đây mình đợi đấy bạn. Nhưng mà có vẻ là không ổn lắm rồi, nó không xuất hiện các bạn ơi. Có vẻ là cái kế hoạch mà làm cái máy farm này của chúng ta đã bị phá sản rồi các bạn. Hay da. Có vẻ là bị phá sản, tại vì mình đứng cũng khá là xa, cách ra tầm hai mươi mấy clock, hoặc là mình bay đi thì nó vẫn không xuất hiện. Nhưng mà thông thường thì ở Vanilla thường thì nó vẫn xuất hiện đó bạn, cũng chả biết tại sao nữa. Hay là có thể là do nó gần quá, không, mình nghĩ là không phải do nó gần quá đâu, nhưng mà do nó làm sao đó, tầm nhìn là hạn chế hay là cái gì đó. Mình thử chỉnh lên 16 trên coi FMA phát coi. Đấy, đâu có thấy cái gì dưới đâu, thấy không, vẫn rất là tối. Và ở trong này thì nó cũng rất là tối luôn, mình bật cái độ sáng lên nó tối thui nè các bạn. Mà tại sao nó không xuất hiện ta, nếu như mấy farm này mà Skylock thì nó chắc chắn là nó sẽ hoạt động rất là ok luôn. Mình cũng để chế độ là khó rồi nè. Đấy. Xuất hiện rồi, xuất hiện rồi. Oh yeah. Con gì đây? Zombie à? Con gì vậy? Con gì vậy? Living Armor. Hên quá, xuất hiện rồi. Thì bây giờ có thể là mình phải tức là chúng ta sẽ cần phải có một vài tập để chuẩn bị tất cả những cái thứ mà chúng ta thiếu á bạn. Mình chứ bây giờ mình muốn chế tạo những cái máy, nhưng mà tài nguyên thì chúng ta chỉ có được những cái lậu quặng thôi. Chỉ có được những cái lậu quặng là nhiều thôi, chứ còn ngoài ra những cái chất như Enderpearl các thứ các kiểu thì chúng ta lại không có. Cái này có sếp nịch ba luôn. Ok, giữ lại cái gì để farm. Tuyệt vời, tụi nó đã xuất hiện rồi, ngon ngon. Nó có xuất hiện là được rồi các bạn. Có thể là do cái tầm nhìn mình hơi thấp. Mình nghĩ như vậy. Nghĩ là có thể là do tầm nhìn mình hơi thấp cho nên hoặc là do mình hơi gần chỗ này, nhưng mà mình nghĩ là không sao, mình sẽ cố gắng đi xa ràng tí và đứng đây AFK. Thì chúng ta sẽ cố gắng kiếm được thêm cái gì đó cho nó ngon. Thì mình sẽ cần phải có spawner của Enderpearl quan trọng ấy, spawner của con Ender là quan trọng, tại vì nó sẽ giúp chúng ta kiếm được rất là nhiều ngọc Ender, và những cái máy của My Factory nó sẽ giúp cho chúng ta có một số cái máy spawn nè, đâu rồi, với lại cái bạn làm cái gì ta, cái đó là cái cục, cái Safari Net á mà sử dụng vĩnh viễn á, thì nó cũng là sử dụng ngọc Ender để làm á bạn, cho nên chúng ta phải cần có ngọc Ender là cái điều chắc chắn. Đâu rồi, spawner đâu? Đây, auto spawner nè. Thì cái auto spawner này nó không cần nhiều, nhưng mà khi các bạn làm cái safari này, safari đó sử dụng là đó, thì nó cần tới 4 Enderpearl. Mà 4 Enderpearl thì chúng ta cũng không có, cho nên buộc mình phải đứng đây FK. Ủa tại sao lag vậy ta? Lót chân nhiều quá à. Để 16 chân nó lót ghê quá à. Hay sao tự nhiên nó lag? Có ai làm gì đâu mà lag. Xuất hiện, xuất hiện. Xuất hiện một con zombie. Nhưng mà tạm thời mình chưa cần u lắc quá. Ok, để mình coi thử nó bị cái gì mà nó lắc như vậy.
Và mình vừa mới tele qua đây nè bạn. Và mình nghĩ là trong tập ngày hôm nay á thì mình sẽ dành toàn bộ thời gian để kiếm Ngọc Ender để chuẩn bị cho tập sau. Nếu như tập này không đủ thì chúng ta sẽ, nói chung là mình sẽ đưa ra những cái cách mình để đi kiếm Ngọc Ender, thì mình sẽ cố gắng kiếm trong cái thời gian mà giữa hai tập, nói chung là xoay tua, nói chung là thứ ba và thứ thứ chủ nhật là sẽ có Grindy Craft, thì thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy trong vòng 4 ngày, thì mỗi ngày mình sẽ vào đi săn một ít Ngọc Ender để gì vậy? Để cố gắng kiếm được Ngọc Ender thôi. Mở đi, mày nổ đi. Mày nổ đi. Mày nổ đi. Thì cố gắng kiếm được Ngọc Ender để chúng ta chuẩn bị cho tập sau. Thì hy vọng là tập sau chúng ta sẽ, lúc mà dư dả Ngọc Ender rồi thì mình sẽ có nhiều thứ để làm. Holy shit. Nổ, mình xét hết. Thì hiện tại mình đang giảm cấu hình khá là thấp. Từ lúc nãy mình tele qua thì tự nhiên nó bị lắc, nó bị còn có một FPS rồi. Cho nên buộc mình phải giảm cấu hình lại một tí. Thì bây giờ mình sẽ tiếp tục đi kiếm thêm những bị gì vậy? Mình bị gì vậy? Tự nhiên tối thui à, mình hiểu rồi. Mình bị dính cái sương mù. Thì chắc có lẽ là tập này thì nó cũng chỉ là đơn giản đơn thuần cái việc đi tìm Ngọc Ender thôi. Thì trong tập sau á, mình sẽ lên một cái kế hoạch. Nói chung là mình cũng sẽ AFK để chúng ta đào cho xong cái căn cứ của chúng ta, rồi tập sau chúng ta sẽ vừa kết hợp xây dựng cũng như là vừa kết tìm kiếm những cái tài nguyên. Thì mình chắc là đằng sau Quarry. Ok. Mình sẽ cố gắng có được Ngọc Ender và cố gắng có được cái Quarry để chúng ta có thể đi đào bới. Nhưng mà bây giờ cái Ngọc Ender thì kiếm rất là khó. Mình chắc là phải suy nghĩ tới cái việc đi kiếm cái Division Central họ là như thế nào đó, hoặc là mình đi xuống dưới mình cố gắng tiêu diệt con Wither chẳng hạn. Chắc là có thể là mình sẽ cố gắng tiêu diệt con Wither để lấy cái Division Central đi ha. Thì có lẽ là bây giờ mình sẽ đi giết con, mình đi kiếm luôn, mình đi kiếm cái đầu, thì hy vọng là mình kiếm được cái đầu. Nếu như không kiếm được cái đầu thì chúng ta sẽ để tập sau nha. Bây giờ mình sẽ cố gắng đi quay về và đi xuống dưới địa ngục kiếm cái đầu Wither. Ok, mình đã đi vào xào huyệt của tụi nó nè bạn. Này là cái gì? À, đợt trước mình hình như là đợt trước mình đi đi săn á. Holy shit. Hitlisho, không thấy đường luôn các bạn ơi. Ở đây, xuống đây mày. Mình sợ nó rớt ra ngoài. Xuống đây. Thì hy vọng là chúng ta sẽ kiếm được nhiều cái đầu. Ủa này là cái gì? Tự nhiên nó mình kiếm được nhiều cái đầu Wither, ba cái đi. Đó, con này à, con này boss. Boss, boss, boss thì mình không có bị mấy con ấy bắn đâu, tại vì mình biến thành cái này nè. Thì mình biến thành cái con quỷ lửa này thì không bị quỷ lửa bắn. Quỷ lửa bắn hình như là không đau lắm. Mình không biết nữa. Không biết có đau nữa, chắc là đau á. Mà mình mới gắn cục kim cương vô. Nó không bắn không dính đam. Ha ha. Thật là tuyệt vời. Thì mình nó bắn không dính đam mình, thì bây giờ mình sẽ cố gắng đi kiếm thêm mấy con quỷ đầu đen này, hy vọng là có thể kiếm được Wither và tiêu diệt Wither. Ba cái đầu thôi. Này là cái gì đây? Thumb thumb crab. Cái gì vậy? Một cái golden apple, gold con. Ghê vậy, làm cái đầu lửa hả? Cũng được đấy. Bỏ mấy cái này đi, mà bỏ mấy không cần thiết đi bạn. Đó, thì bây giờ mình sẽ đi kiếm ha. Hẹn gặp lại các bạn tí nữa. Cái kiếm nó cù bắp hơn kiếm mình đang cầm. Ok, thì có lẽ trong tập này thì mình không kiếm được Ngọc Ender, nhưng mà mình sẽ cố gắng là trong tập sau chúng ta sẽ kiếm Ngọc Ender. Thì những cái công việc mà mình làm trong tập này á thì cũng mục đích phục vụ chủ yếu là chúng ta đi kiếm Ngọc Ender thôi. Thì nói chung là Ngọc Ender rất rất là một cái loại nguyên liệu rất rất là cần thiết cho các bạn móc bách này. Tại vì đi qua tất cả các móc bách thì nó cần rất là nhiều Ngọc Ender, thì mình hy vọng là mình sẽ cố gắng kiếm được cái đầu Wither để giết Wither và lấy cái Division Central. Tại vì sao? Tại vì khi mà chúng ta giết lấy cái đó, chúng ta làm cái nghi thức đó, thì cái loại cát đó nó sẽ giúp cho chúng ta có thể triệu hồi những con quái được tốt hơn. Thì khi mà triệu hồi những con quái được tốt hơn thì mình sẽ có thể làm một cái chỗ farm, và chúng ta sẽ có thể farm được hy vọng là nó sẽ xuất hiện mấy con Ender, thì lúc đó chúng ta có thể farm được, thì nó rất là tiện cho chúng ta. Đấy, thì bây giờ mình cứ giết tụi này thôi. Mày nó có cái gì nè. Đó, thì bây giờ mình sẽ tiếp tục đi giết tụi nó nha. Mình ở đây mình đi săn,
Thì hy vọng là các bạn sẽ ủng hộ mình trong cái video kế tiếp nhé. Còn bây giờ thì có lẽ là chúng ta sẽ tạm dừng Grindy Crab tập này ở đây. Hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Bye bye. Bye bye.